Thì trong cái vốn vay nó có nhiều khoản Khoản thứ nhất là vay ngân hàng Loại này ít thôi vì nó có lãi Loại thứ hai là chưa trả nhà cung cấp Mua cái mic nhưng mà chưa trả tiền Chưa trả nhà cung cấp Loại thứ ba Cái công ty vừa rồi nó giỏi ở chỗ này Đó là khách hàng trả trước Tất nhiên nó có nhiều mục nữa Nhưng mà ta tóm mấy cái mục ra lại Em thấy em tính đi tính lại em vẫn chưa hiểu cái cho tăng giá bán và lợi nhuận đấy ạ. À? Đây là một cái khái niệm rất là quan trọng là doanh thu và lợi nhuận. Hầu hết mọi người nỗ lực tăng doanh thu nhưng khi tăng doanh thu lên thì vẫn không có tiền. Đúng vậy đúng rồi. Vâng ạ, em bị thế. Đúng không nào? Vâng ạ. Thì bây giờ chúng ta phải phân biệt được có bốn khái niệm trong kinh doanh. Cái này học rất là kỹ, không phải ai cũng phân biệt được đâu. Anh chị em nghe để tôi giải thích lại Cái đầu tiên là doanh thu Thì nó trừ đi chi phí Doanh thu trừ chi phí ra cái gì? Ra lợi nhuận Ra lợi nhuận Còn cái anh lúc nãy kìa Cái anh kia kìa Là anh ấy nhầm khái niệm này Đó là gì các anh chị? Thu trừ đi chi Thì nó ra cái gì? Ra lợi nhuận Doanh thu trừ chi phí ra lợi nhuận Thu trừ đi chi ra cái gì? Thu trừ đi chi Để, để ra lãi của anh ấy phải không? Lãi ở đây lãi ở đây cho nên khi mà làm kinh doanh mà mơ hồ ở chỗ này thì bài toán bên kia không giải được mà bài toán này không giải được thì kinh doanh không bao giờ có tiền cứ lèo nhèo lèo nhèo thế thôi bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng mình phải thông minh tài chính thì giơ tay lên nói tôi cảm ơn các anh chị đây chính là bài toán cơ bản nhưng không phải ai cũng biết khi tôi vẽ lên trên bảng thế này ở dưới đang rất mơ hồ. Thì tôi đưa cho chị 200.000 là cái gì? Là thu hay doanh thu? Chị cho tôi 200.000 thì là thu hay chi? Chi ạ. Dạ. Chi, đúng rồi. Thế thì khi nào thì nó thành doanh thu? Doanh thu tức là em chỉ nhận mà em không phải chi ra phải không? À có được lợi nhuận mà không phải chi ra thì nó là lãi. Thế bây giờ để tôi giải thích cho chị nhá. Dạ. Ừ. Bây giờ chị đang cầm cái micro đấy mà bây giờ chị bán cho tôi. Chị hứa bán cho tôi, tôi hứa trả tiền cho chị Thì thời điểm mà cái micro 200.000 đấy được gọi là doanh thu Được không? Là doanh thu tức là à, do hoạt động kinh doanh bán hàng mà có Chị bán cái micro cho tôi giá 200.000 Thì đó được gọi là doanh thu, được chưa? Nhưng chị phải đi mua cái micro kia về bán cho tôi giá 100.000 Thì được gọi là chi phí Nên khi chị bán cái micro cho tôi thì chị lãi 100.000 Đúng rồi thôi bây giờ mua 150 nghìn đi không có nhầm con số nhá chị mua 150 nghìn cái mic thì được gọi là chi phí cái này được gọi là chi phí giá vốn nhưng mà gọi là chi phí chị bán cái micro cho tôi là 200 nghìn thì được gọi là doanh thu doanh thu trừ đi chi phí là lợi nhuận là 550 nghìn được chưa nào ừ. thế bây giờ thu là thế này chi tức là chị phải trả cho cái thằng kia chị đưa tiền cho nó thì nó mới là chi 150 tiền được chưa chi phí là 150 nhưng mà nếu chị chưa đưa tiền cho nó thì nó chưa gọi là chi nó vẫn nằm trong túi chị gọi là mua nợ ở đây đúng không à khi mình đi mua nợ nó thì lúc này tài sản của mình tăng lên mình vừa có một cái mic 200 nghìn cộng với 150 nghìn mình vẫn chưa giả nó lúc này tài sản của mình là 350 nghìn à, mình đang nợ thằng kia chưa giả là 150 nghìn tổng tài sản mình tăng lên 350 bởi vì mình chưa giả là vẫn là của mình hiểu không hiểu ạ. bắt đầu giàu hơn rồi này thế bây giờ mình mua cái mic nhưng mà nếu như bây giờ mic của mình là mic đặc biệt chỉ mình mới biết thông tin đấy thôi nên các ông phải giả tiền cho tôi trước để tôi đặt hàng cho các ông lúc này ông long mới đưa cho chị 200 nghìn trước nhưng mà chưa nhận mic về đưa trước 200 nghìn để chị đặt hàng hiểu không thì lúc này chị thu về 200 nhưng mà chưa chưa chi trăm rưỡi thì lúc này tài sản của chị là năm trăm năm mươi nghìn từ không có gì cả giờ có trăm năm trăm năm mươi nghìn trong tay nợ thằng kia nợ hàng thằng này nợ tiền thằng kia thế là mình giàu rồi không cần hiểu chỉ cần hiểu là mua thằng kia nhưng đừng giả tiền cho nó bán cho thằng kia nhưng mà đừng giao hàng cho nó thế là giàu <laughs> Thế là hôm nay mình có 550 nghìn Úi rồi Chơi luôn cái này à Có muốn chơi cái này không Rồi chị cứ ngồi xuống cái đã Tài sản của công ty này hiện nay giống như chị là 550 ngàn nhá Công ty này hiện nay có cái giá Là 400 nghìn tỷ Công ty này có giá là 400 nghìn tỷ Ghi con số chưa nhé Giá trị của công ty này là 400.000 tỷ người ta phân tích con số cho nó làm tròn 400.000 tỷ này nó chính là con số 550 triệu 550.000 lúc nãy đấy, đấy Trong đấy vốn ban đầu của người ta bỏ ra kinh doanh Và có cả lãi ở trong đấy rồi Tức là cái chỗ 50.000 lúc nãy đấy, đấy Là 122.000 tỷ Thì 400.000 tỷ này trừ đi là còn 300.000 tỷ nữa là vay Là nợ người khác 400.000 tỷ là cái giá trị của công ty hiện nay, tức là tổng tài sản của công ty này là 400.000 tỷ. Vốn của cái ông chủ ấy chỉ có 100.000 tỷ thôi. Còn vốn của người khác là 300.000 tỷ. Thì 300.000 tỷ này nó đến từ các nguồn thường thì đến từ các nguồn thế này. Thứ nhất là nợ ngân hàng. Nhưng thằng này nợ ngân hàng, nợ ngân hàng thì nó làm tăng chi phí cho nên thằng này nó không nợ ngân hàng. Thì nó nợ nhà cung cấp, tức là bán hàng cho nó nhưng nó trả chậm thì gọi là nợ nhà cung cấp. Lúc mua cái mic nhưng ta chưa trả tiền thì nợ nhà cung cấp 150.000. Cái nợ thứ hai là khách hàng trả trước cũng tính là nợ. Ví dụ như lúc nãy khách hàng trả trước cho ta là 200.000 cho nên ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là 300 tỷ này nó đến từ thứ nhất là nhà cung cấp chưa trả, thứ hai khách hàng trả trước và thứ ba là đi vay thì ba cái trăm tỷ này là của người khác đưa cho ông ấy thì vào thời điểm đó là của ông ấy nhưng mà trong sổ sách thì khi nợ thằng kia 300 còn của ông ấy có 100 nhưng trong số 100 này thì ông góp có 30 ngàn thôi còn lại cái chỗ 90 ngàn còn lại thì là lợi nhuận và các khoản khác tức là gì ạ đáng nhẽ cái 90 ngàn đấy là phải chia cho các cổ đông lợi nhuận là phải chia cho các cổ đông nhưng bố ấy cũng giữ lại luôn để đấy tức là tôi nợ cả ông cổ đông luôn nha yeah. thế là công ty này nợ rất nhiều nợ nó lên là khoảng từ 30 ngàn mà nó lên tới 400 ngàn thì tức là đòn bẩy của nó lên đến 13 14 lần về mặt tài chính anh em thấy hiểu cách làm giàu chưa thì trò chơi ở đây là phải hiểu cái báo cáo tài chính này đọc những cái báo cáo tài chính này hiểu và học thêm từ đấy còn cái bài toán này nó chỉ đơn giản thế này thôi Và không làm được cái này muôn đời không có tiền Không bao giờ có tiền Toán nó khó dần ở đây đúng không Thế thì bây giờ chúng ta mới hiểu thế này Tôi giảng báo cáo tài chính cho các ông là rất rất đơn giản Khi mà mình đọc cái bảng cân đối tài sản ấy Nó có 4 ô thôi Thì bên này người ta gọi là tài sản Bên này người ta gọi là nguồn vốn Tức là cái cái cơ chế nào nó hình thành cái tài sản này Bảng cân đối tài sản tức là hai bên tổng phải bằng nhau tổng trái phải bằng tổng phải đấy. tổng hai bên phải bằng nhau tài sản thì nó có hai loại tài sản cố định và tài sản lưu động đấy nó có hai loại thôi hay tài sản cố định à tài sản lưu động thì thứ nhất nó là tiền là vàng là chứng khoán là những thứ có thể chuyển đổi nhanh thành tiền nhóm một cái loại tài sản tiếp theo là nguyên vật liệu tồn kho hàng hóa chưa bán, hàng tồn kho, nguyên vật liệu tồn kho, đấy cũng là tài sản. Còn cái tài sản cố định nó có thể là nhà xưởng, đất đai, một số cái tài sản cũng lưu động nhưng mà lại được tính là tài sản cố định như là ô tô, máy công trình, vân vân. Nó được khấu hao trong nhiều năm thì nó được gọi là tài sản cố định. Về mặt nguồn vốn thì nó có hai loại là vốn chủ sở hữu, vốn chủ và vốn vay. Đấy cái vốn chủ này càng ít, vốn vay càng nhiều thì công ty này được gọi là đòn bẩy. Ta lấy ví dụ như vừa rồi, vốn chủ ở đây là 120 100 mà tổng tài sản là 400 thì có nghĩa là bây giờ chỗ này là bao nhiêu ạ? 300, tức là đòn bẩy là một mấy ạ? 14, đòn bẩy tài chính nó là như vậy, 1 vốn, 4 lời. Nghe 1 vốn 4 lời bao giờ chưa? À, ông ấy góp ban đầu có 30 đồng thôi. Mà với chỗ này nó còn có cái là vốn góp lợi nhuận chưa chia sau thuế. Lợi nhuận chưa chia thì bao giờ nó nằm sau thuế rồi. Đấy cái chỗ này nó là khoảng 90 tỷ nữa tôi vừa nhìn với lướt, lướt khoảng đấy. Thì còn lại vốn vay là 300. Thì trong cái vốn vay nó có nhiều khoản. Khoản thứ nhất là vay ngân hàng loại này ít thôi vì nó có lãi. Loại thứ hai là chưa trả nhà cung cấp mua cái mic nhưng mà chưa trả tiền chưa trả nhà cung cấp loại thứ ba cái công ty vừa rồi nó giỏi ở chỗ này đó là khách hàng trả trước tất nhiên nó có nhiều mục nữa nhưng mà ta tóm mấy cái mục qua lại thì cái anh lúc đấy anh ấy thua của cái à cái anh bán cái gì kìa thua là vì khách hàng nợ mình nên mất tiền thì cái công ty này nó giỏi là khách hàng muốn giỏi về kinh doanh là phải Lấy tiền trước nhưng mà lại phải trả tiền sau. Lấy tiền của ông khách hàng trước trả nhà cung cấp sau. Thì các ông bảo là ai cũng kinh doanh thế thì khôn quá đúng không. Nó mới sinh ra hai loại, loại giàu và loại nghèo. Thằng nghèo cứ đi cày xong đưa tiền cho nó, nó lấy hết. Xong nó tuyên bố phá sản, nó đỡ phải trả nợ ông. Có đúng không? Nó phá sản thì ông ấy mất tiền chứ đúng không? Mà ông mất tiền thì nó được tiền đúng không? Không đòi được nó nữa gì. Nó phá sản rồi. Nó phá sản rồi thì không đòi nữa đưa ra luật Nó đã là phá sản đưa ra luật cũng không phải trả nợ nữa Thì nó gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty trách nhiệm hữu hạn hữu hạn là nó chỉ chịu trách nhiệm trong cái vốn vốn này thôi Nó gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Tức là ông góp 30 tỷ thì ông chịu trách nhiệm trong 30 tỷ thôi Nợ mà quá 30 tỷ này ông không phải trả Nhưng công ty này nó đang nợ tới 300 tỷ Mà vốn của nó có giao ạ Có 30 tỷ thôi Thế nên một công ty nó tuyên bố phá sản phát Các ông khác ngồi nhìn nó thôi nên bây giờ mình mua nhà mình trả trước của công ty nào đấy thì công ty đó họ không giao nhà cho mình xong tất cả mình kiện nó thì nó bảo ra tòa mà kiện phá sản có không có cái bài toán này chỉ dành cho bọn giàu thôi còn trung lưu không hiểu được chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo